Hello, nay mình ra sân vườn cho cả nhà xem cái này nè. Thế thăm cả nhà, cây vú sữa này là cây vú sữa đầu tiên của mình có trái đó, lần đầu tiên á. Cây nó còn khá nhỏ. Đây cả nhà, này mình trồng tầm 6 tháng rồi đây cả nhà, mà có trái rồi nè. Cưng không cả nhà? Thích với thích luôn rồi. Được hai trái, ba, đó trái nên là đây, bốn trái, năm trái, nó sữa, cho mình quay lại trước cho xem, vú sữa mà lần đầu tiên mình trồng được năm trái là cũng là trái nhiều rồi đó cả nhà. Thích ha, cưng quá cưng này, sao giờ đây, nghĩ chắc vú sữa là loại trái nhỏ nha cả nhà. Ba mình nói vú sữa là lò gèn đó, chắc mình nghĩ nó tầm bé lớn này, bây giờ nó bé lớn này phải không, nó bé lớn đây gấp ba cái này. Cái có trái là vui rồi cả nhà. Lần đầu tiên có trái thì được 5 trái. Mình nghĩ cái vú sữa này sẽ nhiều trái lắm á. Nó đang ra bông nữa nè. Nó sẽ có trái thêm nữa. Bông nè. Bông tí tí ha, mà nó ra cái trái cũng to cả nhà. Ngộ ha. Cũng lần đầu tiên mình trồng nó nên mình cũng không có gành gì đó. Mà nó khá là dễ trồng đấy. Cho xuống đất là có trái thôi. Ngày hai ngày tưới nước lần là xong. Cho cả nhà xem thêm cái này nữa nè. Ta la, nhà thấy gì chưa? Cây mâm xôi đen. Đây, mình trồng mâm xôi đen cũng 6-7 tháng rồi đó. 7 tháng. Nó có trái nè cả nhà. Từ trước mình cũng ăn lần rồi. Mình thấy nó không có ngọt, ăn cũng dạy như trái dâu vậy cả nhà. Nhưng mà nó dễ trồng hơn dâu. Mình ít tưới nước lắm. Cây này thường nói chung là cả 2 ngày tưới 1 lần. Nó leo nè. Dạng nó là cây không có cái gì leo hết á. Rồi mình lấy mình dục chua mấy chỗ này cho nó leo lên. Còn không thôi để cho nó xài cho đất đi. Khá ổn. Cưng hai cây nhà. Cho cả nhà thêm xem thêm cái này nữa. Cả nhà thấy gì chưa? Mình chùm lại nè. Qua Tết rồi á, ăn Tết rồi xong á, đúng là cây rất là nhiều quá, ra bông ra trái quá trời, quá nhiều lắm. Trái chứ xoài là xoài Đài Loan cả nhà, thấy không? Nó đậu trái nhiều nè, ba bốn trái vô một bọc luôn nè, một quầy gì không? 1, 2, 3, 4 mà cái xài lần đầu tiên mình mua cho mình trồng đó, nó trái nó sum xê chứ, thấy không cả nhà? Thấy nè, quá trời trái, mình chùm lại đừng cho âm nó chích á. Mình xuống mấy em mồng tơ. Mấy em khá là nhiều trái luôn, qua Tết có một trái nhiều lắm, đủ thứ cây có trái. Nè, trời ơi. Trái đủ khá to nghe cả nhà. Trái này nó già nè, nó già nè. Trời quá trời trái. Kinh không cây? Kinh không? Mình để quay vậy coi không biết nó có làm hình nền cho mình cái tấm này không. Tại vì mình quay mình đăng bằng điện thoại chứ không phải đăng bằng cái máy tính nên thích lấy hình não lấy à. Kinh quá à. Công sức chồng cực khổ lắm cả nhà. Ok. Cái cây dừa thế nè cả nhà. Cái nhắc cái chân thế nè cả nhà. Đây mình quay nhắc cái chân nè. Đây quay qua đây. Đó. Dừa này là dừa sim. Thích không cả nhà? Nói chung là nhà mình cũng khá là mát rồi đó. Sân vườn á. Đây, cái xoài, cát và lộc cũng có một số trái. Mình vô bọc nè. Ok, thôi bây giờ tới đây thôi nha. Bye bye cả nhà.